Chào cả nhà, lại là Hương đây. Hôm nay Hương sẽ đi chợ mua một con gà về hấp với sả, lá chanh, gà rửa sạch, sau đó ướp gia vị gồm có đường, hạt nêm, tiêu, bột nghệ. Sau đó mình sẽ ướp đều sao cho con gà. Cuối tuần cả nhà có làm món gì cho đãi gia đình mình không? Hương thường thường cuối tuần sẽ đi siêu thị mua gà hoặc mua thịt về nướng đãi cho cả nhà. Tại vì thường thường cuối tuần là chỉ chồng Hương có ở nhà thôi. Nó gà sau khi mình xa bớt đều rồi, cái chân Hương sẽ nhét vô bụng. Đó. Ớt. Bây giờ Hương sẽ bỏ vào một cái rinh qua bỏ qua bên cái dĩa. Đó, nhìn đẹp mắt chưa? Chuẩn bị một cái nồi. Chuẩn bị một tấm giấy bạc. Sau đó mình sẽ để dưới giấy bạc ở dưới đít nồi. Còn mình sẽ xếp cái hành tây bỏ dưới đáy, cho sau đó cho sả và lá chanh. Gà mình sẽ để trên đó, thấy chưa? Bây giờ con gà mình sẽ đặt lên trên cái nồi, nó hơi nhỏ nhưng mà cũng nhét vừa một con gà. Đó, thì một tấm giấy bạc đậy lên trên cho kín. Gà này Hương mua 1,5 kg gà ta. Đó, thấy vừa chưa? Giờ Hương sẽ để lên, mình sẽ ướp trong 1 tiếng. Đây là ướp xong rồi, giờ cho lên lò bắt. Lúc đầu thì mình sẽ dặn lửa lớn, sau đó cái nồi nó sôi lên Hương sẽ dặn nhỏ lại. Còn thời gian rửa một cái dưa leo sắc. Bây giờ chuẩn bị làm nước chấm, nước cơm, muối thiêu chanh, sắc 2 trái ớt. Muối thiêu chanh gồm có chuẩn bị 2 trái ớt, tiêu, muối, đường, sữa đặc, chanh. Chanh dùng 1 miếng là được, nặng nhiều quá thì nó sẽ bị chua. Hương là ghiền muối thiêu chanh, chấm gà luộc hay là gà hấp, gà nướng cũng ngon. Tự nhà làm ăn thì nó sạch. Các bạn có thường nấu cho gia đình của mình ăn chưa? Cứ thường thường cuối tuần là chồng Hương nghỉ được 1 ngày hoặc 2 ngày, Hương sẽ nấu cho cả nhà ăn. Hạnh phúc nhất là bên gia đình ngồi ăn chung, tự tay mình nấu. Cảm giác như là rất là vui, là hạnh phúc. Đây, tôi sẽ cho sữa đặc vào. Nhìn cái nước chấm nó sệt sệt, ngon chưa nè?
quậy đảo đều nó. Cái này ăn là hết sảy con 37 luôn. Đó. Quay lại cái nồi gà chín rồi tôi sẽ nhắc xuống. Gỡ lấy giấy bạc ra. Nóng quá. Đó, thấy chưa? Hết sảy luôn. Đó, thịt gà nhìn ớt với nghệ, nhìn con gà nó vàng ngon. Dùng hai cái này là lúc này là nó đang nóng nè, tôi lấy hai cái nĩa tôi vớt con gà ra. Thấy con gà ra nước chưa? Nước là của củ hành đó. Đó, ngon chưa? Đây, thành phẩm của tôi đây. Dưa leo. Đó, đây là hai thằng trai của tôi, để cho hai thằng nó thưởng thức trước và nó gấp cho nó, để hỏi nó ăn ngon không. Cái nó trả lời tôi là nó chưa có ăn và nó chưa có biết ngon hay là không. Tôi cũng mắc cười, cái thằng nhỏ nó nói chuyện mắc cười lắm. Đây là anh lớn, anh lớn mặc áo đỏ, còn anh nhỏ mặc áo xanh. Đó, vừa ăn vừa nói chuyện á. Còn da nó đang vẽ cái đùi gà, mà con gà tôi mới vừa hấp xong nó nóng á. Vừa bẻ mà vừa thổi cái tay. Hấp dẫn chưa? Cuối tuần là chỉ có nhiêu đó thôi đó. Mỗi lần không có dịch thì cuối tuần cả nhà đi ra ngoài ăn. Nay dịch bởi vì cũng hạn chế đi ra ngoài ăn. Đi siêu thị mua đồ về nấu, tự nấu tự ăn. Hay chưa? Cả nhà mà thấy video này có ý nghĩa, xin cho Hương một like và share bình luận ở bên dưới nha.